Rồi hôm nay là mùng 1, sáng mùng 1 nha, sẽ có người vô sông đất đầu tiên. Ai đây? Mẹ sao thấy ra mẹ muốn sông đất ở nhà cho lấy hên. Tụt rồi à? Rồi, sông đất được phải không? Ô. Rồi, sông đất nha. Chúc mừng năm mới. Thái dương, sông đất, thái dương. Sao không lấy hên đâu? Có sự tốt đẹp hết. Rồi, sao nó như nhà mai kéo. Rồi, năm mới tốt đẹp nha. Ra lên ngoại nè. Ôi, năm mới nha Hiếu ơi, năm mới nha. Ở ngoại xong rồi nào. Ra ra ngoại, kia. Cháu ngoại tươi năm mới nha, ngoan ngoãn, học giỏi, đẹp nha. Rồi, anh đặt máy dùm cho camera. Ok. Rồi năm mới tấn tài tấn lộc nha con. Dạ. Mọi việc làm hanh thông hết ha, thành công nha con. Rồi ok. Rồi, ôm sao thấy dương ké nha, lấy hên đầu năm. Thấy dương, năm nay thấy dương. Chị cái hên mà của năm ngoái qua cho năm nay. Hai năm luôn. Ông ngoại. Năm nay nè. Giờ chút này nha. Rồi. Năm nay ha, ông ngoại thật là nhiều sức khỏe nha, sống vui vẻ, gia đình mình hạnh phúc, đi đây đi đó đi chơi ha, vui vẻ nha ông ngoại. Bây giờ chỉ chúc là sức khỏe thiệt nhiều với vợ thương thiệt nhiều là được rồi. Oh, chúc mừng năm mới. Hello, happy new year. Chúc mừng năm mới. Rồi bây giờ là cúng mùng 1 nha, cúng mùng 1 rồi chuẩn bị là đi chùa. Đi vô cái tủ cái áo, tủ cái sợi dây, cái quạt, cái khăn quạt. Ủa để vậy chứ con là cái món ấy luôn hả, đổ vô hả? Này nó có sợi dây nè, con biết đâu nè. Tưởng là cái tròn, nó là cái tròn cột luôn vậy chứ. Tháo cái mặt ra không hả? Không có gì. Một cái cổ đầu biết rước má luôn. Bây giờ cô chỉ cắt hơi lên lại. Trời ơi đẹp quá ta. Chúc mừng năm mới. Happy New Year, chúc mừng năm mới. Chúc mừng năm mới. Chị chúc mừng năm mới chị. Năm mới gia đình em chúc gia đình chị dạng sự như ý, tính tài tính lộc, sức khỏe dồi dào. Tiền vô như nước. Để có tiền nhiều đi khắp thế giới chơi nha. Ok, cảm ơn em. Năm mới chúc vợ chồng em phát tài phát lộc. Dạ, nhiều sức khỏe, lúc nào cũng vui vẻ bên con cháu. Tụi em đi chùa Liên Quan xong mới ra chùa Quang Âm. À vậy hả? Dạ. Vậy em thuận đường đi, anh đi bắt lương ra thẳng chùa này. Rồi năm mới nha, mọi sự tốt, đi vui vẻ. Rồi, đi nha, sức khỏe. Rồi. Cái mình chụp hình nè. Rồi, lấy nguyên người ha. Chị từ 1, 2, 3. 2, 3. 2, 3. Rồi, lên vô. Sao nổi đồ ăn cái miệng chơi quá trời ai chịu nổi. Rồi, vậy đó nha, 1, 2. Bây giờ đi đâu ba? Rồi bây giờ bắt đầu mình khởi hành là đến chùa Quang Âm. Rồi Quang Âm xong rồi mình qua chùa Dược Sư. Dạ. Rồi tới chùa Phổ Đà. Phổ Đà là cuối. Dạ. Bình ăn trưa ở đó. Ăn trưa tại chùa Phổ Đà. Lát ra chùa Phổ Đà có nhiều cái hồi năm nay quảng trang trí đẹp không con? Có mấy chỗ để mình chụp không? Dạ đẹp, dạ, đẹp lắm. Làm đẹp lắm. Ở xa xa là Phú Lân. Em lên rồi. This is hello, where are you at? Tết hả ba? Mùng 1 Tết cả bà con cô bác người Việt Nam chúng ta đều đi lễ chùa. Đó là theo bố nghĩ là cũng là một cái tập tục hàng năm của người dân Việt Nam chúng ta. Và khi đến đây thì rất là vui vì gặp tất cả những người Việt Nam chào hỏi để chúc Tết với nhau. Cái tình cảm nó rất là đậm đà, không bao giờ quên được. Rồi bây giờ mình đi qua chùa Dược Sư hả bác? Dược Sư. Đây là quang cảnh của chùa Quang Âm. Thôi vậy mình lên lầu ha, mình lên lầu ha, mình lên lầu, trời ăn ngọt hốt có lọc hả? Sinh lọc đầu năm, đầu năm bây giờ Linh ăn hết hai trái. Hai trái hả? Phải hai trái rồi đó. Lọc đầu năm ăn hai trái rồi. Nó mới. Cảm ơn. Năm nào chưa đi cũng gặp chú ở trong Bắc Kỳ vậy. Nó lo ăn ngoài vậy. Bây giờ mình qua chùa Phổ Đà. Qua chùa nhà. Qua chùa Phổ Đà. Qua đi có mấy cảnh đẹp cái này chụp hình không? Đúng là vậy. I put my tongue on my lips too. It like just like feels like. Okay, bây giờ chạy luôn. Lo tới kìa. Khỏe không? Dạ, khỏe, dạ, em đồng. Hai đứa gái, hai đứa con rể. Dạ, ô vậy hả? Giờ chụp bình an, giờ bình an mình sức khỏe phải vậy nha. Bác chụp cái chỗ đúng không? Dạ dạ. Lên TV xem nhiều. Dạ dạ. Anh đi xì cho cháu con quay ba đi bác phơ. Đây nè, với bác ra lên bà ông đi xì con. Cảm ơn. Cảm ơn ông. Cảm ơn. Dạ. Em qua Bảo Quốc chụp cái con gái của anh kìa. Con gái chụp cái bán. Ha anh chị hả? Dạ. Dạ rồi. Chị luôn cũng được. Chào tụi con hết. Dạ con. Chúc mừng năm mới nha. Dạ gặp lại sau. Ba chú. Dạ. Thank you so much. Have a nice life. Good luck. Yeah, thank you. Happy New Year. Thank you. Rồi, thẳng đến chùa Phổ Đà. Không biết bên cha Việt có mở không á. Cái chụp hình vô lại sao? Ủa chụp tí chụp cái gì sao? Trời ơi, con tiên mới được chụp với chú. Không ai. 1, 2, 3. Em chị nãy đi ngang tới chỗ cô kêu em vô luôn, Rồi. nó sao cô này đẹp quá, cái cô này cũng biết cô nói là gì Hồng Loan hả? Cô này là người chương trình gì á? Trời ơi, ai mà đi lấy má cái câu đó để cho những người ta hiểu, những người hiểu bằng đó. Gửi đến quý vị một nhạc phẩm vui vui về xuân nha quý vị. Nhạc phẩm Gánh hả? Gánh đi. Xuân đã về của nhạc sĩ Minh Kỳ. Thank you. Rồi nhìn nha. Xuân đã về ta mơ. Qua đây chúng ta thấy mặt. Mình đã đến em, mình đã đến tay nói thì thôi. Nào cho em một góc em, và là gió nói cùng em. Cười, cười, cười. Rồi em đã đến em yêu đầu tiên. Rồi. Bây giờ ai chụp nước nè. Anh Lâm chụp giùm em, không em hỏi đi. Anh yêu, anh yêu. Okay. Hello, Happy New Year. Chúc mừng năm mới mọi người. Chúc con luôn luôn thanh tiến trong con đường sự nghiệp và luôn luôn được bình an, sức khỏe dồi dào, bước lên một con đường rất là thanh tiến. Tôi luôn dồi dào sức khỏe. Cảm ơn thầy, cái đó là tốt. Luôn luôn phục vụ cho những lượt người. Đó, lọc nè. Thầy vô, vô, vô. Lọc vô, lọc vô, lọc vô. Ủa, ba mẹ đâu? Đầu năm hả ba? Cảm ơn anh ơi, anh đi nha. Dạ, okay. Okay. Chúc mừng năm mới. Dạ. Dạ, chào anh, đón mừng năm mới nha. Happy New Year. Happy New Year, dạ.